Xin chào tất cả các bạn đã đến với sách nói phần 6 Thôi miên bằng ngôn từ 23. Làm cách nào để đánh thức nàng thơ? Bạn có thường đợi đến khi tràn đầy cảm hứng mới bắt tay vào viết không? Nhiều tác giả có thói quen như vậy. Hầu hết những người tham gia các khóa học đều học viết của tôi đều muốn biết bí quyết để nhanh chóng bùng ngọn lửa hứng thú bên trong họ, dù có mách họ vài cách. Về cơ bản tôi không ủng hộ điều đó. Vì sao ư? Hãy nghĩ đến công việc trước đây của bạn hoặc cả công việc hiện tại. Có phải bạn chỉ đi làm khi có hứng? Tôi e là không. Bạn chỉ đi làm chỉ vì bạn phải như vậy, vì bạn sẽ không được trả lương nếu không làm việc. Viết lách cũng thế. Nhà văn Jack London từng khuyên các nhà văn khác hãy chủ động theo đuổi nàng thơ với một cây dùi cui, như chứ đừng chỉ ngồi đợi nàng ta đến gõ cửa tâm trí mình. Cá nhân tôi không có ý yêu cầu bạn phải man rợ như vậy, nhưng tôi cho rằng Jack London đã đúng. Kinh nghiệm của tôi cho thấy hãy bắt tay vào viết và ý tưởng hay sẽ đến với bạn. Bằng cách nào đó, nàng thơ sẽ dạo chơi ngang qua, mang theo những hương thơm tươi mát và nhẹ nhàng đáp xuống trang viết của bạn. Nhưng nàng chỉ đến sau khi bạn đã chủ động cất bước đầu tiên. Sau đây là 5 gợi ý đầu để bạn có thể nhấc chân lên và tiếp tục viết một khi đã vượt qua những trở ngại ban đầu. 1. Cứ bắt đầu. Cứ chộp lấy giấy bút và hí hoáy. Bạn có thể viết bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, Thủ tướng Eric Butterworth kể rằng sở dĩ ông có thể viết được nhiều quyển sách, trang báo, bài thuyết trình, bài thuyết giáo và dài và chương trình radio như vậy là nhờ ông luôn khởi đầu mỗi ngày bằng cách viết ra những câu chẳng đâu vào đâu. Mỗi buổi sáng, bậc thầy về chuyên khoa học viễn tưởng Ray Bradbury đều thả hồn mình trên giấy cho đến khi một ý tưởng châm ngòi. Cứ viết ra và tất cả những gì đến với bạn, không sớm thì muộn bạn sẽ tình cờ chạm đến một suối nguồn cảm hứng dồi dào để thỏa thích vùng vẫy. Những câu chữ vô nghĩa vậy ấy rồi sẽ chuyển hóa thành những ngôn từ không thông thái và tạo nên một chuyện, câu chuyện có sức lay động dị kỳ diệu. Bạn biết điều đó chứ? Đừng chỉnh sửa, hãy tắt màn hình máy tính hoặc nhắm mắt lại, hoặc chuyển màu chữ từ đen sang trắng để bạn không phải bận tâm đến những câu chuyện, câu chữ đang nhấp nháy nữa. Hãy nhớ đừng chỉnh sửa, nàng thơ cần một trí óc biết đón nhận, chứ không cần một nhà biên tập. Nếu cứ vừa viết vừa chỉnh sửa, bạn sẽ không viết được gì hết. Hãy viết cho trọn vẹn, hãy dũng cảm, chỉ nói những gì bạn muốn nói. Như câu khẩu hiệu đúng đắn, viết xuống trước, chỉnh đốn sau. Viết một lá thư, vì sao viết một lá thư cho bạn bè lại dễ dàng hơn viết một bài cho một tạp chí? Bởi vì một lá thư chứa đựng sự ấm áp, có tính chất cá nhân và có đối tượng rõ ràng. Đó là lý do mà rất nhiều bài viết thôi miên bằng ngôn từ xuất hiện dưới dạng những bức thư cá nhân. Chúng ta thường khắt khe hơn khi phải viết cho công chúng. Vậy nên một mẹo nhỏ dành cho bạn là hãy viết tất cả mọi thứ dưới dạng một bức thư cá nhân, bắt đầu với mẹ thân yêu, kể về những gì quan tâm và kết thúc với yêu mẹ thật nhiều và ôm mẹ thật chặt. Sau đó chỉnh lại và bỏ đi những phần sướt mướt hoặc xến, tèn ten, bạn đã có một bài viết như ý. 4. Dùng những từ ngữ gợi ý. Đây là một bí mật quan trọng để thôi miên bằng ngôn từ. Hãy lên một danh sách những từ ngữ gợi ý đó để sử dụng. Nhiều lần bạn có thể sử dụng những từ này để dẫn dắt mình trong các câu tiếp theo. Chẳng hạn như từ các từ bởi vì và hoặc. Bất cứ khi nào cảm thấy dòng suy nghĩ dừng lại, bạn có thể lấy ra vài từ gợi ý đó. Nhưng những từ này sẽ thúc vào khuỷu tay của bạn, giúp dòng suy nghĩ chảy hơn trong các ý tưởng tiếp theo. Ví dụ bạn đang viết câu sau: thôi miên bằng ngôn từ khiến cho người đọc chú ý ... và bạn bí không biết viết gì kế tiếp, chỉ cần thêm một gợi ý vào câu và viết tiếp những gì bạn nghĩ đến. Ví dụ: thôi miên bằng ngôn từ khiến cho
người đọc chú ý, bởi vì những câu chữ được viết quá điêu luyện và người đọc khó lòng cưỡng lại. Bạn hiểu rồi chứ? Những từ ngữ gợi ý sẽ gợi cho bạn những ý kế tiếp để viết thử liền nào. Thư giãn, đặt bút xuống, co duỗi, nhắm mắt lại, hít một hơi dài và sâu, thở ra một tiếng a thật to. Dễ chịu hơn nhiều rồi, phải không bạn? Nàng thơ thích ghé thăm những nhà văn biết thư giãn, không phải những kẻ mang đầy áp lực bên mình như thiên tài thổi saxophone Charlie Parker từng nói: đừng cố gắng thổi saxophone, hãy để cây saxophone thổi hồn bạn. Tương tự, đừng gượng ép ngòi bút, hãy để câu chuyện, câu chữ tự nhiên đến với bạn. Hãy nghĩ về những gì tôi vừa chia sẻ. 24. Làm thế nào để duy trì sự chú ý của người đọc? Đây có lẽ là chương quan trọng nhất trong suốt quyển sách này. Bây giờ hãy hỏi chính mình xem tại sao tôi lại khiến bạn chú ý, điều gì đã thu hút bạn, điều gì khiến bạn luôn muốn đọc tiếp, làm cách nào mà đến bây giờ bạn vẫn còn đọc cuốn sách này. Để tôi đoán xem. Đầu tiên, tôi đốn ngã bạn bằng những câu đơn giản nhưng sắc bén. Thứ hai, tôi trình bày từng câu rõ ràng trên trang giấy bằng cách tách riêng chúng ra. Thứ ba, tôi viết vài từ trong các dòng chữ để gây tác động mạnh hơn. Đó chính là phần cốt lõi của công thức thôi miên bằng ngôn từ. Phần cốt lõi nhưng chưa phải tất cả. Thôi miên bằng ngôn từ đòi hỏi sự trau chuốt, mài giũa liên tục. Hãy mài bén từng từ, từng cụm và từng câu cho đến khi mỗi dòng đều sắc nhọn, mỗi dòng chữ khi đó đều có tác dụng níu chân độc giả và cứ thế khiến họ đọc không ngừng. Làm thế nào để đạt được quyền năng đó? Hãy làm theo công thức của Joe Vitale: viết trước, chỉnh sau. Đầu tiên, bạn cứ viết bản nháp thô ra, sau đó quay lại biên tập thành đoạn hoàn chỉnh. Anh bạn tôi, một nhà điêu khắc, cũng làm điều tương tự khi phác thảo toàn bộ ý tưởng ra trước, sau đó bắt tay vào dựng nên những hình thù sống động. E.B. White cũng từng nói, không có bài văn vĩ đại, chỉ có những bài văn chỉnh sửa hoàn hảo. Sự thực, bạn sáng tạo ra thôi miên bằng ngôn từ trong bước chỉnh sửa hoặc bản thảo. Bạn ngẫm lại tất cả những gì mình đang có và gọt giũa, chạm khắc, đánh bóng đến độ tinh xảo để tôi chỉ cho bạn quá trình làm việc của mình qua ví dụ cụ thể. Đầu tiên, tôi viết cánh cửa được mở ra bởi Châu. Nếu đây là một dòng trong một bài báo chẳng hạn, bài báo bạn đang viết dở, tôi sẽ nói nó không tệ nhưng cũng chẳng hay gì. Một câu văn đầy tính động, tính bị động, chỉ một thay đổi nhỏ sẽ giúp diễn đạt lọt tai hơn. Joe đã mở cánh cửa. Tốt hơn rồi phải không? Bây giờ nhìn xem ta có thể làm gì tiếp theo. Câu chủ động này cần phải được mạnh mẽ hơn nữa. Nó đã phản ánh được một hoạt động thường ngày, nhưng liệu đã tạo ra được hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ chưa? Vẫn chưa. Thế nên chúng ta hãy thử lần nữa. Joe đá tung cánh cửa. Câu trên đã thu hút được sự chú ý của bạn rồi, đúng không? Nhưng sẽ còn hay hơn nữa nếu ta viết Châu đá tung cánh cửa. Châu đá tung cánh cửa. Giờ đây câu văn của chúng ta đã trở nên vô cùng hấp dẫn. Hãy bắt đầu câu chuyện của bạn với dòng này. Độc giả sẽ hồi hộp không cưỡng lại được và chuyển nhanh đến câu tiếp theo. Mỗi dòng đều phải liên tục thu hút sự chú ý của người đọc. Chương trình radio đang vẫy gọi, TV đang chào đón, chuông điện thoại đang reo, nắng đang hắt gay gắt vào chỗ ngồi, chiếc tủ lạnh đầy thức ăn ngon đang gọi mời, ngoài rạp đang chiếu một bộ phim mới, những dòng chữ của bạn sẽ vượt qua tất cả để độc giả chúi mũi vào trang sách. Nếu không, những nỗ lực của bạn cho các dòng hay ho trước đó sẽ tan biến. Đơn giản là trên thế gian này có quá nhiều điều hấp dẫn nên các bạn không thể mang đến cho họ một bài viết tầm thường. Bạn không còn lựa chọn nào khác. Bạn phải nào nặn những nguyên liệu của mình đến độ hoàn hảo. Bạn phải làm như thế. Chúng ta cùng xem lại lá thư chào hàng phần mềm Talkline của tôi, vì thu nhập của tôi đều trông chờ vào sự thành công của lá thư này.
Tôi cần một bức thư phải thật hiệu quả. Nếu bạn cũng viết trong tâm thế tương tự rằng bạn phải thắng, toàn bộ sự nghiệp của bạn đều phụ thuộc vào lần này, bạn sẽ làm được. Tôi muốn tagline trở nên một hiện tượng, không phải là một cú hích hời hợt. Tôi muốn nó phải hoành tráng, tuyệt vời, khó quên, ngoài sức tưởng tượng, khiến tôi cười sung sướng suốt trên đường ra nhà băng lấy tiền. Tôi đã hiểu những gì mình muốn và những kết cuộc tôi đã phải viết đi viết lại lá thư này, lá thư chào hàng này cả trăm lần để tôi kể cho các bạn, để tôi kể cho bạn cách tôi đã làm. Trong lá thư gốc đầu tiên, tôi có một chỗ tôi đã viết, tôi đã ấn tượng khi sử dụng tagline lần đầu, đáng vứt đi thật, ai quan tâm chứ. Thế là tôi viết lại câu trên, như thể muốn đẩy văng khách hàng ra khỏi ghế của họ. Ngay lần đầu tiên sử dụng, tagline đã thiết kế ngay cho tôi một dàn ý, khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bạn nhận ra sự khác biệt chứ? Tôi quan sát độc giả khi họ đọc câu vừa chỉnh sửa này, khi đọc tới từ tròn mắt, mắt của họ cũng đột nhiên mở to như chính họ đã được chứng kiến. Thú vị, đây là rõ ràng là dòng chữ đầy mê hoặc. Sau đây là một ví dụ khác. Một khách hàng của tôi đang viết một quyển sách, cô chưa biết viết đoạn giới thiệu thế nào cho mặt sau của quyển sách và gọi cho tôi để xin lời khuyên. Tôi nói với cô phải làm sao để từng dòng đều thu hút, hướng đến người đọc vô và sống động. Cô ấy không hiểu, thế là tôi hẹn gặp để tư vấn và dẫn dắt cô theo lộ trình sau. Cô muốn tôi nói gì về cuốn sách này? Tôi hỏi. Tôi sẽ dạy người ta cách thiết lập mạng lưới các quan hệ xã hội, nguyên văn, networking. Như thế nào? Tôi hỏi thêm. Bằng cách dạy họ dùng các nguồn lực cá nhân hiệu quả. Cho tôi một mẹo cụ thể đi. Tôi nói rằng bạn thuộc thiểu số 4 hoặc 5 người đang tách biệt với ai đó trên thế giới. Cô ấy giải thích. Nhưng nếu bạn sử dụng mạng lưới của mình, bạn có thể gặp bất cứ ai. Tuyệt vời. Chúng ta đang dùng mẹo để bắt đầu lời giới thiệu. Tôi nói. Và tôi viết vào một mảnh giấy. Bạn có thể gặp gỡ bất cứ ai trên thế giới thông qua mạng lưới. Sau đó nhìn cô khách hàng và giải thích những gì tôi đang làm. Câu này còn mờ nhạt. Tôi nói chúng ta thử chuyển nó sang dạng câu hỏi để xem nó gây tò mò hơn không nhé. Tôi viết tiếp. Bạn có biết bạn thuộc nhóm thiểu số 4, nhóm thiểu số 4 hoặc 5 người đang tách biệt với ai đó trên thế giới? Tôi nghĩ thầm, đã ai hơn rồi, nhưng vẫn chưa đủ hấp dẫn. Tôi thêm một dòng phía dưới, ai là người bạn cần gặp để có được những điều bạn muốn? Vẫn chưa đủ hay. Khách hàng của tôi quan sát với đầy vẻ phấn khích. Bạn có biết bạn thuộc nhóm thiểu số 4 hoặc 5 người tách biệt với các nguyên thủ, người nổi tiếng, những triệu phú, các hoàng thân quốc thích? Không tệ nhỉ, hay thật. Khách hàng của tôi mỉm cười nói. Vâng, tôi thừa nhận, nhưng chúng ta còn viết được hay hơn thế nữa. Nếu bạn nâng cậu ấy lên thành một ý tưởng, hiển nhiên chúng ta sẽ tiếp cận sâu sắc hơn. Và thường điều gì tốt đẹp hơn sẽ đến. Ta sẽ làm gì để nó hay hơn? Cô ấy hỏi. Tôi luôn có thể khiến chúng hay hơn. Tôi nói. Một điều cô có thể làm là liên tục chỉnh sửa câu chữ cho đến một khi ý tưởng đột phá bùng nổ. Dù không chắc cô ấy sẽ mua sản phẩm sáng tạo của mình, tôi vẫn tiếp tục sắp xếp các từ. Nếu bạn muốn tạo ra một bài viết khiến độc giả chú mũi vào trang giấy thì hãy làm cho tới. Một lần nữa, khách hàng của tôi nhìn lại dòng giới thiệu mới. Tôi nhìn cô chằm chằm trong giây lát, chờ đợi tiềm thức của mình bật cười, bật lên câu nói gì đó. Và tôi đã không phải đợi quá lâu. Bạn có biết mình thuộc nhóm trong số 4 người đang tách biệt với các cuộc gặp gỡ nguyên thủ, người nổi tiếng, nhà triệu phú, hoàng thân? 4 con người đó là gì? Họ là bạn của bạn. Đoạn văn đã hay hơn nhiều rồi. Chúng ta sẽ dừng tại đây.
Nhưng các bạn có thể thấy cách tôi làm việc, bạn cần liên tục thử những ý tưởng cho tới khi chúng kết hợp được với nhau. Bí mật ở đây chính là sự chỉnh sửa. Bạn viết đi viết lại, luôn làm việc cho tới khi từng dòng chữ nối nhau đầy cuốn hút, và đừng dừng lại cho đến khi thành công. Trong chương kế tiếp, tôi sẽ hướng dẫn bạn vài cách cụ thể để sản phẩm ngôn từ của bạn thêm sống động. 25. Làm thế nào để những ngôn từ của bạn biết đi, biết nói và biết thở? Sau đây là một số thủ thuật giúp bạn cải thiện, hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng bài viết của mình. Hãy áp dụng những công cụ sau và bạn sẽ tạo ra những văn bản biết đi, biết nói và biết thở. Sử dụng từ đồng nghĩa. Một thủ thuật quá hiển nhiên phải không? Bạn đã từng ít nhiều sử dụng từ đồng nghĩa trong viết lách cũng như giao tiếp thông thường. Vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều người sử dụng chúng không đúng chỗ. Dân viết lách còn truyền miệng nhau rằng đã là văn bản thì chữ nghĩa phải trông có học thức một chút. Các nạn nhân của những lời truyền miệng kiểu này thường thay những từ ngữ đơn giản dễ hiểu thành những từ ngữ phức tạp cho có vẻ uyên thâm bác học. Đó là một quan niệm sai lầm. Hãy sử dụng các từ đồng nghĩa nhằm một mục đích tối thượng là làm cho bài văn trở nên đơn giản và rõ nghĩa. Nếu bạn nhận thấy mình đang diễn đạt dài dòng, mình hay tìm những từ thay thế để rút gọn lại. Mark Twain từng kể rằng dù ông dùng từ policeman hay từ cop với cùng một ý nghĩa là cảnh sát thì lương tháng của ông cũng chẳng tăng. Đối với Twain, lúc đó cop là từ dễ sử dụng hơn và viết nhanh hơn. Hãy tiếp thu câu chuyện này, tìm những cách diễn đạt ngắn và đơn giản để trình bày ý tưởng của mình. Xóa ngay những câu chữ dài dòng vì người đọc sẽ chỉ đơn giản lướt qua chúng mà thôi. Tôi chia sẻ cho bạn một nguyên tắc vàng: nếu trong giao tiếp thông thường bạn không sử dụng từ ngữ nào thì cũng đừng dùng chúng trong văn bản của mình. Nói cách khác, nếu bạn chưa bao giờ nghe thấy những cách diễn đạt mà bạn muốn ở nơi công cộng như sân bay hay trạm xe buýt thì đừng tùy tiện áp dụng. Bên cạnh đó, hãy sử dụng những từ đồng nghĩa trong những trường hợp hợp cần lặp lại với những gì bạn nói bằng cách khác. Nếu bạn đã sử dụng từ đơn giản nhiều lần trong một bài viết, hãy tìm một từ khác có ý nghĩa tương đương, luôn làm mới văn bản của mình và hấp dẫn người đọc bằng việc tìm ra những ngôn từ đơn giản để diễn đạt những suy nghĩ của bạn. Bản thân tôi cũng có một phần mềm từ điển từ đồng nghĩa trực tuyến. Tôi sẽ sử dụng nó ngay bây giờ để tìm ra những từ ngữ khác có thể thay thế từ đơn giản. Kết quả cho thấy có rất nhiều từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với đơn giản. Chính tôi cũng kinh ngạc. Ví dụ một số từ rõ ràng, dễ hiểu, trong sáng, có thể hiểu được, không thể lầm lẫn được, tự nhiên, rành mạch, đơn thuần, không cầu kỳ, thuần khiết. Việc kế tiếp tôi sẽ làm với danh sách này là đọc sơ qua toàn bộ các từ rồi tập trung vào những từ ngữ ngắn phù hợp với bài viết của tôi. Mặc dù việc này có vẻ đơn giản, nhưng tôi muốn tìm ra một từ rõ ràng nhất có thể, rành mạch và đơn thuần là những lựa chọn tốt nhất. Những lại có một âm tiết trong sáng nghe có vẻ hay, nhưng chắc chắn người khác sẽ không hiểu ý tôi là gì. Vì lý do đó tôi sẽ không chọn nó. Một cuốn từ điển từ đồng nghĩa là một công cụ rất hữu dụng trên bàn viết hoặc máy vi tính của bạn, vì nó cho bạn nhiều sự lựa chọn mỗi khi bạn cần một cách diễn đạt ngắn và dễ hiểu. Thay vì phải vòng vo tam quốc, bạn có thể tìm thấy một câu trả lời trong từ điển từ đồng nghĩa. Khi bạn cần một từ mới để thay thế một từ đã sử dụng nhiều lần trong văn bản, câu trả lời cũng nằm trong từ điển từ đồng nghĩa. Một thủ thuật đơn giản, lại đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm để làm nên những văn bản thôi miên, so sánh hoặc ví von. Như thế cuốn sách Người Hầu Cái với Rượu và những cách nói ví von khác luôn kè kè bên bạn. Theo tôi thì so sánh hay ví von đều không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng hãy sử dụng chúng một cách kịch tính, như thể bị dí súng vào đầu. Hãy giờ từng trang sách
và khám phá những thành ngữ do so sánh đầy màu sắc để làm đẹp cho văn bản của bạn. Tiện thể, tôi đang nói đến một biện pháp tu từ có tác dụng so sánh hai ý kiến với nhau, hai ý kiến khác nhau. Khi tôi nói cuốn sách kịch tính như thể bạn bị dí súng vào đầu, chính là tôi đang dùng phép so sánh. Một cách diễn đạt ví von có thể làm cho độc giả thích thú. Họ đang đọc suôn sẻ thì bất ngờ bạn làm một phép so sánh khiến cho họ ngạc nhiên. Như thể họ bị kích thích khi bạn ví von nụ cười của một chàng trai như mấy đường kẻ trên vỉa hè. Bạn đã dùng một phép so sánh để và tạo nên một hình ảnh liên tưởng trong đầu người đọc. Bạn có quyền tự phát minh ra những cách nói so sánh hay ví von riêng của mình, rơi nhẹ nhẹ như những cánh hoa hồng, phun phọt ra như kem đánh răng, gớm như côn trùng. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Tôi có một khách hàng với một cuốn sách viết về networking, thiết lập mạng lưới xã hội. Cô ấy sẽ dùng phép so sánh như thế nào để nói về đề tài này? Cuốn từ điển thành ngữ so sánh của tôi không có cụm từ nào để từ nào có từ networking cả, nhưng có một từ liên quan là tình bạn. Một phép so sánh mà chúng ta có thể dùng trong trường hợp này là sống mà không có bạn, như thể sống mà không có mặt trời. Khách hàng của tôi cũng có thể đã đề xuất là networking quan trọng với cuộc sống của bạn cũng như ánh sáng mặt trời vậy. Một thành ngữ trong từ điển là không có bạn bè, thế giới chỉ là rừng hoang. Khách hàng của tôi có thể chuyển thành không biết networking, thế giới chỉ là rừng hoang. Sử dụng các phép so sánh hay ví von chưa bao giờ là một việc dễ dàng với tôi. Cảm giác lướt qua hàng nghìn thành ngữ và lúng túng không biết chọn cái nào, cứ thế bơi trong đống rau câu chứ không rõ ràng như làm cà phê. Bạn thấy tôi sử dụng hai phép so sánh rồi chứ? Tuy nhiên hiệu quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Mọi đoạn văn trong chương này đều được tôi viết với sự giúp đỡ của một cuốn từ điển thành ngữ so sánh. Tôi cảm thấy kỹ năng viết khá lên, thậm chí rành mạch hơn nhờ ứng dụng các phép so sánh. Mặc dù tôi đôi khi việc sử dụng phép so sánh trong viết lách cũng rắc rối như đánh đàn piano với găng tay quyền anh, tôi vẫn phải thừa nhận rằng một cách nói ví von hấp dẫn sẽ phát huy tác dụng như một nụ hôn nóng bỏng giữa một buổi trời mưa u ám. Thật tuyệt. Lưu ý, không lạm dụng những phép so sánh, đúng là chúng rất hữu ích trong việc đánh bóng văn bản, nhưng nếu lạm dụng chúng, độc giả sẽ có nguy cơ quá liều và ngất xỉu. Họ sẽ cảm thấy hoang mang và sau đó sẽ không còn hứng thú đọc tiếp nữa. Hãy nêm nếm gia vị cho các bài viết và thư từ của bạn bằng những phép so sánh hiệu nghiệm, để những ngôn từ ấy giúp bạn bán hàng đắt như tôm tươi. Lạm dụng chúng thì bài viết của bạn chỉ như một mẩu quảng cáo cho bánh bao chiều. Bạn hiểu ý tôi rồi chứ? Sử dụng từ điển tương đồng. Hãy nhớ, hãy trở thành một phù thủy viết văn, biến các con chữ thành các câu thần chú làm khuất phục giới người trần mắt thịt. Hai dòng trên được tôi lấy cảm hứng sau khi đọc sơ qua một cuốn sách mà tôi nghĩ bạn cũng nên có từ điển tương đồng về những từ ngữ liên quan của Selma Glasser. Cuốn sách được mệnh danh là con đường tắt bí mật để đạt được sức mạnh ngôn từ. Tôi không biết lời khẳng định này có đúng không, nhưng quả thật cuốn sách này có thể kích thích tâm trí bạn sáng tạo những từ ngữ mới. Cuốn sách của Glasser là một người cộng sự hoạt ngôn. Chỉ cần mở cuốn sách ra xem một trong những danh sách được xếp theo chuyên mục trong đó, sau đó hãy để cho tâm trí của bạn kết nối với các từ ngữ tìm thấy với những ý tưởng bạn muốn diễn đạt. Tôi đang suy nghĩ đến việc quảng bá cho cuốn sách này. Lúc tôi mở đến chuyên mục thần thoại và truyền thuyết, tôi nhìn thấy từ phù thủy và từ câu thần chú. Tôi bất chợt có cảm hứng viết ra câu mở đầu cho phần này. Đây là cách thức sử dụng cuốn sách. Ví dụ như tôi muốn thêm gia vị cho cuốn sách về networking của vị khách hàng nọ, tôi mở sách của Glasser đến bất kỳ chuyên mục nào. Tôi dừng lại ngẫu nhiên ở mục bóng chày và quyết định nhìn qua danh sách các từ ngữ có liên quan. Ở đó có các từ như túi, bóng, gậy, đánh bóng chày, lỗi, ngôi sao, bóng nhanh và nhiều thứ khác. Và nhờ đó tôi tìm được
tìm thấy phương án như thế bị sét đánh và tâm trí tôi tạo ra một sự kết nối các từ ngữ. Dùng đừng đánh ra ngoài mà hãy trở thành một ngôi sao kinh doanh với những khái niệm bóng nhanh này. Bạn thấy tác dụng rồi chứ? Thêm một ví dụ nữa, nhanh nữa, tôi tiếp tục suy nghĩ thêm những câu quảng cáo khác cho cuốn networking này bằng từ điển của Glasser. Tôi mở ra mục chơi cờ có hơn 100 từ được liệt kê trong đây. Chỉ cần nhìn sơ qua một lần, ngay lập tức tôi có một câu mới. Những chiến lược trong cuốn sách này sẽ dạy bạn cách chiều tướng đối thủ trong cuộc cạnh tranh. Cứ như thế tôi có thể nghĩ thêm hàng tá phương án nữa. Nếu cứ tiếp tục, hãy sử dụng cuốn từ điển tương đồng này để chuyển hóa những câu văn tầm thường thành những câu thần chú nhảy múa. Không phải tất cả những câu đều cần chỉnh sửa, nhưng đây là một việc bạn luôn có thể làm lúc này hay lúc khác để tạo thêm những sắc màu ấn tượng cho các bài viết của mình. Thử đi rồi biết, sử dụng danh ngôn. Chúng ta kiên quyết trở thành những người chủ chứ không phải nạn nhân của lịch sử. Chúng ta làm chủ số phận của mình chứ không phải nhường lối cho những kẻ sự nghi ngờ, nhường lối cho những sự nghi ngờ và cảm xúc mù quáng. John F. Kennedy. Câu danh ngôn trên có tác dụng gì trong việc gây hiệu ứng thôi miên? Chẳng có gì, nhưng trông nó đẹp. Trông nó cũng đẹp mắt trên trang giấy chứ, phải không? Đó chính là lý do đầu tiên của việc sử dụng danh ngôn. Chúng bắt mắt, độc giả rất thích nhìn thấy những dấu ngoặc kép trong văn bản. Họ ưa thích những cuộc đối thoại vì chúng có hồn. Sử dụng danh ngôn là một cách để đưa những lời đối thoại hoặc những gì liên quan đến đối thoại vào trong bài viết của mình. Tôi thấy trong các nhà sách có bán rất nhiều sách về châm ngôn hoặc danh ngôn. Điều đó cho thấy công chúng thực sự yêu thích chúng. Và đó là những câu nói ngắn, thông thái, có thể hài hước và được phát biểu bởi những người nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều biết, như Kennedy chẳng hạn. Mục tiêu của bạn và tôi là tìm ra những câu danh ngôn có thể được thêm vào bài viết của mình. Ví dụ, hồi tôi viết thư chào hàng cho phần mềm Talkline túc trực bên cạnh tôi khi đó chính là các quyển sách danh ngôn. Một quyển sách mà tôi đặc biệt yêu thích là Sự Hóm Hỉnh và Thông Thái của Mark Twain. Trong lúc tôi lướt qua mấy trang sách của quyển sách này, mắt tôi bất chợt dừng lại ở câu: trí tuệ con người là thuốc súng dự trữ, không thể tự mình phát lửa mà ngọn lửa khai sáng phải phát từ bên ngoài. Đầu óc tôi bỗng sáng bừng. Vợ tôi chứng kiến điều đó và tôi nhận ra đây là câu danh ngôn thích hợp để dùng. Thế là tôi sử dụng câu nói này của Mark Twain, chèn nó vào trong thư chào hàng sao cho có khả năng liên hệ với người đọc, rồi trình bày nó vào một cái khung để trông thật nổi bật. Kết quả là thế này. Mark Twain từng nói: trí tuệ của con người là thuốc súng được cất giữ, nó không thể tự mình phát lửa mà ngọn lửa phải được châm ngòi từ bên ngoài. Chalkline chính là ngọn lửa mà bạn cần để giúp cho tâm trí của mình thăng hoa. Trông rất bắt mắt đúng không? Các câu danh ngôn có tác dụng thêm gia vị cho bài viết của bạn. Một đôi ngoặc kép xuất hiện giữa hàng chữ dày đặc sẽ khiến cho mắt bạn chú ý ngay lập tức. Những câu nói trong ngoặc kép cũng có tác dụng thổi hồn vào văn bản vì chúng sống động do được thốt ra bởi con người. Lần nữa, nguyên nhân là vì con người có thói quen liên hệ dấu ngoặc kép với những cuộc đối thoại, trò chuyện, mà trò chuyện là hoạt động diễn ra trong thời gian thực, trong một không gian nhất định. Người ta khó lòng bỏ qua những thông tin nằm trong ngoặc kép. Tất nhiên, bạn không nên chọn những câu danh ngôn quá dài. Ngoặc kép cũng không thể cứu nổi những văn bản dài dòng văn tự. Một lần nữa, bạn cần phải nhanh gọn và ngọt ngào. Câu nói vừa rồi của Mark Twain có nhiều khoảng nghi trong đó, nhưng điều quan trọng là nó cũng chỉ dài có 2 dòng mà thôi.
Sau đây là một số tiêu chí lựa chọn với các danh ngôn để đưa vào bài viết. Ngắn gọn, một dòng là lý tưởng nhất liên quan đến chủ đề đang trình bày, được nói ra bởi những tên tuổi quen thuộc với hầu hết độc giả, người nổi tiếng hay chính trị gia, chẳng hạn như Twain và Kennedy. Ivan Pavlov, nhà khoa học người Nga, từng nói: con người có khuynh hướng bị chi phối bởi những từ hơn là những sự hiển nhiên ngoài thực tế xung quanh. Ngôn từ có sức mạnh, ngôn từ trong một câu nói hay thậm chí có đủ quyền năng để thay đổi cả thế giới. Ai đó nói rằng ngòi bút sắc bén hơn lưỡi gươm. Thực sự chí lý, hiện tại trong nhà sách có rất nhiều quyển sách danh ngôn hay mà bạn có thể tham khảo để tìm ra những lời vàng ý ngọc. Cứ mua thật nhiều những cuốn sách trong số đó rồi đặt chúng trên kệ sách thân yêu của bạn, bên cạnh những cuốn sách từ điển về so sánh và sự tương đồng. Chúng đều là những công cụ hữu hiệu để giúp bạn viết nên những lời văn quyến rũ đến khó cưỡng. 26. Cho tôi vài ký thịt. Clarence Darrow là một luật sư nổi tiếng. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến tên tuổi của ông qua vụ án Monkey Trial lừng danh, hoặc bạn đã từng xem màn độc diễn của ông trên phim qua diễn xuất của nam tài tử Henry Fonda. Darrow từng là thần tượng của tôi khi tôi còn là một thiếu niên. Tôi từng mơ ước trở thành một luật sư khi tìm hiểu về cuộc đời đầy nguồn cảm hứng của ông. Người đàn ông vĩ đại này từng phát biểu rằng: Chào mừng thế giới còn tồn tại. Chừng nào thế giới còn tồn tại, chừng đó vẫn còn bất động, bất công. Và nếu không có một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đứng lên phản kháng, và không có một người đàn ông hay một người phụ nữ nào nổi dậy, và những bất công sẽ tồn tại muôn đời. Tôi phản đối một kiểu viết đang rất ngược, rất được ưa chuộng và áp dụng bởi nhiều nhà văn cũng như những người làm công việc liên quan đến viết lách khác. Tôi gọi những người này là cha đẻ của thể loại viết văn thiếu chất. Đây là những người không thèm quan tâm đến việc đảm bảo các chất dinh dưỡng và vitamin trong các bài viết của họ. Họ cho rằng chỉ cần biết viết là đủ để thuyết phục người đọc. Nhưng những người này hẳn là dân ăn chay trường, vì các bài viết của họ thiếu thịt. Nó không có chất, nó không đáng tin cậy. Họ quá yêu những câu chuyện của mình nên không thèm để ý đến nhu cầu thực tế của người đọc. Có một câu chuyện cười kinh điển về một nhà văn đi xin việc trong một công ty quảng cáo. Nhà tuyển dụng nói: hồ sơ năng lực của anh toàn những điều dối trá và những câu chữ sáo rỗng. Chúc mừng anh đã trúng tuyển. Vẫn còn rất nhiều dân viết lách tin rằng các nhà văn hay, người viết giỏi là những người có khả năng sáng tạo ra những con chữ hấp dẫn hoặc một phong cách viết độc đáo. Xin lỗi, độc giả của các bạn đều là những người thông thái. Frank Ferdor từ công ty Ferdor Frame khẳng định rằng 80% các sản phẩm được quảng cáo bị thất bại về mặt doanh thu chính là vì những mẩu quảng cáo xem người đọc như những kẻ ngốc. Điều công chúng muốn là thông tin, lợi ích và những ý tưởng vững chắc. Joe Cabo từng viết một cuốn sách với nhan đề Cẩm nang làm giàu cho người lười, cuốn sách bán chạy nhất, và đến giờ người ta vẫn thường nói với nhau về nghệ thuật quảng cáo của Cabo. Những mẩu quảng cáo dài dòng văn tự gần gũi của Cabo thực sự hấp dẫn. Chúng thôi thúc độc giả mua sách của ông. Nhưng đồng thời có đến 40% lượng khách hàng mua sách của ông đòi hỏi hoàn lại tiền. Vì sao? Vì Cabo chẳng hề chia sẻ một giá trị nào cả. Ông ta viết thư chào hàng hết sức ấn tượng, nhưng thực chất lại là thùng rỗng kêu to, một người phát cuồng với nó. Nhưng về sau, gần một nửa số khách hàng đó yêu cầu hoàn tiền, và gần như tất cả những khách hàng đó đã không bao giờ quay lại mua thứ gì của ông ta nữa. Vậy mà công chúng vẫn cho rằng Cabo
Tên ông ta làm tôi liên tưởng đến từ Socrates, là một trường hợp thành công. Họ bị choáng ngợp bởi những câu văn hoa mỹ và mờ mắt trước sự thật rằng thư chào hàng của Cabo đã không thể hoàn thành thiên chức của nó tạo ra doanh thu. Nhưng những hiện tượng như thế vẫn tồn tại phổ biến đến ngày nay. Nhiều công ty quảng cáo lớn được trao giải thưởng nhờ những tác phẩm quảng cáo sáng tạo, kể cả khi những quảng cáo đó được chẳng giúp bán được hàng. Ví dụ công chúng rất thích thú với chiến dịch quảng cáo đầy sáng tạo và tinh tế của Isuzu, nhưng tình hình bán xe không hề tiến triển, nghĩa là chiến dịch quảng cáo gần như vô dụng. Vậy thì tại sao chúng ta lại đi đề cao nó? Một người bạn của tôi đùa rằng kỹ năng viết lời quảng cáo và chào hàng của tôi quá tốt, đến nỗi tôi chỉ cần gom đại và viên đá ngoài xa lộ rồi đem chúng đi bán với danh nghĩa là đá may mắn. Anh ấy nói rằng tôi chỉ cần viết một vài lời quảng cáo thật thuyết phục cho mấy người, cho mấy viên đá này là tôi sẽ được. Mấy viên đá này là tôi có thể bán chúng đắt như tôm tươi. Đó là những ý tưởng mà tôi kịch liệt phản đối. Đó không chỉ là kinh doanh thiếu đạo đức, mà theo tôi còn là một ý tưởng tầm phào và đứng từ lập trường kinh doanh bằng thực lực. Đó là một ý tưởng đáng vứt đi. Bạn có thể đánh lừa độc giả một lần, nhưng kết cuộc bạn sẽ mất họ mãi mãi. Robert Collier, chuyên gia viết lời quảng cáo vĩ đại và các tác gia và là tác gia của tuyển tập thư quảng cáo của Robert Collier, cũng từng thử trò này một lần. Ông viết một lá thư chào hàng thật ấn tượng để quảng bá cho loạt sách mà ông thậm chí chưa bắt đầu viết. Ông muốn thử nghiệm sức thu hút sản phẩm trước khi làm ra nó, và Collier đã làm lên lịch sử. Thư chào hàng của ông nhận được tỷ lệ phản hồi 100%, độc giả muốn mua ngay sách của ông. Thế là Collier phải cật lực viết cả ngày lẫn đêm để hoàn thành hàng loạt sách và thỏa mãn các cơn đất đơn đặt hàng cho kịp thời hạn. Nhưng kết quả, nửa số độc giả yêu cầu hoàn lại tiền. Vì sao? Lần nữa, ông đã không chăm chút cho phần thịt, tức không thông tin có, tức những thông tin có chất lượng. Collier đã hứa hẹn nhiều hơn những gì ông có thể đáp ứng được. Để bênh vực cho Collier, tôi phải thừa nhận rằng loại sách đó của ông có nhan đề là Bí mật của các thời đại, được xem là một trong những các tuyệt tác siêu kinh điển trong những lần tái bản thứ 50, có tư tưởng lớn đi trước thời đại. Những khách hàng đương thời chưa được chuẩn bị để làm quen với những ý tưởng mới của ông. Mặc dù vậy, Collier đã không thực sự trung thực với độc giả. Ông đã lừa họ. Benjamin Franklin cho rằng câu hỏi cao quý nhất thế giới chính là tôi có thể làm điều gì tốt trong đó. Liệu những tay viết lách hào phóng cho đi những câu văn hoa Mỹ, những lời lẽ sáo rỗng và quảng cáo những cuốn sách chưa được viết kia có đang thực sự làm việc tốt? Công chúng không phải là những kẻ ngốc. Lừa họ một lần rồi bạn sẽ mất họ vĩnh viễn. Không chỉ thế, thống kê cho thấy mỗi người họ sẽ kể lại hành vi lừa phỉnh của bạn với từ 8 đến 10 người khác. Chưa hết, khi một nhà văn lừa đảo độc giả, anh ta đồng thời làm xấu mặt tất cả giới nhà văn lẫn dân viết lách nói chung. Tất cả chúng ta cùng thua. Những kỹ thuật bạn được học trong quyển sách này sẽ giúp bạn viết nên những tác phẩm có thể lôi kéo sự chú ý của người đọc. Nhưng nếu bạn muốn làm chủ nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, bạn buộc lòng phải làm việc với những thông tin trung thực, những lợi ích thực sự và những ý tưởng vững chắc. Bước 2, trong công thức vận hành ngôn từ, tôi khuyến khích các bạn nên thu thập và nghiên cứu tư liệu trước khi viết. Vì sao ư? Vì các thông tin chính xác sẽ cho bạn dàn ý, nó cung cấp xương sống cho bài viết của bạn. Không có xương sống, bài viết sẽ đong đưa như rau câu. Hãy sử dụng thông tin, hãy làm cho bài viết của bạn có thịt, hài hòa với thực tế. Đừng lợi dụng ngôn từ như những chiêu trò để đánh lừa độc giả. Hãy trung thực. Clark Francis Darren là một luật sư trung học
là một luật sư trung thực. Ông có khả năng thuyết phục cả những đối tượng cứng đầu nhất, kể cả những người đang nóng giận, để đồng lòng với ông. Darren là một nhà hùng biện thiên tài. Ông có thể giành quyền kiểm soát phiên tòa trong hàng giờ, nhưng tài hùng biện của ông vẫn phải dựa trên một điều tối quan trọng, mà không có nó, mọi cống hiến cả đời của ông cũng trở nên vô nghĩa. Sự thật, hãy ngẫm nghĩ về điều đó. 27. Một bài học từ vị bác sĩ thôi miên vĩ đại nhất thế giới. Hãy kéo ghế và ngồi xuống thư giãn nào, tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện ngắn về bác sĩ thôi miên vĩ đại nhất thế giới và việc ông ấy làm thế nào để học được một bí kíp vô cùng quan trọng để viết hay. Milton Erickson là một huyền thoại. Ông được xem là một nhà tiên phong về thôi miên. Ông trở nên nổi tiếng nhờ những phương pháp thôi miên độc đáo. Theo lẽ thường, Erickson có thể dẫn dắt bạn vào trạng thái bị thôi miên cách kể bạn nghe một câu chuyện hoặc bắt tay bạn. Những phương pháp chữa bệnh mới mẻ của ông trở thành đề tài cho nhiều cuốn sách do chính ông viết, cũng như những cuốn sách viết về ông. Erickson chính là một trong ba người truyền cảm hứng cho sự ra đời của lập trình ngôn ngữ tư duy NLP, một lĩnh vực mới về nghiên cứu ngành hành vi giao tiếp con người. Erickson thường đặt hàng viết sách và tài liệu về thôi miên và chữa bệnh. Một ngày nọ, ông nhận được một đơn đặt hàng rất khó và không biết phải viết như thế nào. Nhưng cuối cùng, vị bác sĩ thiên tài này đã làm được một cách tuyệt vời. Erickson tự thôi miên bản thân và tìm kiếm chỉ dẫn từ chính tâm trí vô thức của mình. Khi ông quay trở lại trạng thái bình thường, ông nhìn xuống và nhìn thấy rất nhiều quyển truyện tranh trên đùi mình. Ông không biết nên suy nghĩ thế nào về chúng. Ông cũng chẳng có thời gian để nghĩ về chúng. Ngay lúc đó, chuông cửa reo lên và Erickson phải đi tiếp một khách hàng. Nhưng ông không quên nghĩ về mấy cuốn truyện tranh, chúng có ý nghĩa gì. Tâm trí vô thức của ông muốn nói với ông điều gì. Bạn nghĩ chuyện gì xảy ra với Erickson? Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày hôm sau Erickson nhận ra rằng truyện tranh là những câu chuyện được trình bày rất đơn giản và trực tiếp, hình nhiều, chữ ít và các ý tưởng được thể hiện một cách ngắn gọn nhưng hiệu quả. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện tranh. Erickson hiểu rằng tâm trí vô thức của ông muốn ông thực hiện đơn hàng đặt hàng này giống như việc đặt một quyển truyện tranh đơn giản, rõ ràng và trực tiếp, không cần thiết phải sử dụng những ngôn từ tao to búa lớn hoặc những ý tưởng rối rắm, chỉ những gì cần nói theo cách mà cả trẻ con cũng hiểu được. Aha, chúng ta lại có một câu chuyện khác ở đây. Truyện tranh được tạo ra cho trẻ con đọc, nhưng cả người lớn cũng như cả trẻ con có thể đọc và hiểu truyện tranh được. Erickson biết rằng ông cần phải thể hiện các ý tưởng của mình thật đơn giản sao cho cả trẻ con cũng có thể nắm bắt được. Ông biết rằng nếu mình có thể trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ đơn giản thì mọi người lớn đều có thể hiểu được mình. Đây là một bài học quan trọng cho cả tôi và bạn. Tôi thường khuyến khích rằng mọi người nên làm công việc viết lách như thể viết thư hoặc là viết chuyện cho con cháu của mình. Nếu bạn có thể mường tượng ra được cách mà một đứa trẻ hiểu lời văn của bạn thì bạn sẽ viết ra được những ngôn từ mà tất cả mọi người đều hiểu. Hãy rời khỏi bàn làm việc và để gặp một đứa trẻ và chia sẻ với nó về các bài viết kế tiếp của bạn. Cô bé hoặc cậu bé ấy sẽ giúp làm sáng tỏ những điều bạn muốn nói. Suy cho cùng, giao tiếp hiệu quả chính là trách nhiệm và nhiệm của bạn. Nếu có ai không hiểu bạn viết gì, điều đó có nghĩa là bạn đang thất bại trong việc viết một cách rõ ràng và dễ hiểu. Fyodor Dostoyevsky từng nói, nếu những người xung quanh ta không nghe thấy bạn, hãy quỳ dưới chân họ và xin được tha thứ, vì thực chất bạn mới là người có lỗi. Erickson quả là một thiên tài, và điều ông học được có thể áp dụng đối với tất cả mọi công việc liên quan đến viết văn. Có thể bạn không phải là một tác giả viết truyện thiếu nhi và bạn cũng không làm công việc sáng tác truyện tranh, nhưng hãy luôn
tự nhắc nhở bản thân mình trong mỗi người đọc tồn tại, trong mỗi người đọc tồn tại một đứa trẻ. Hãy nói chuyện với đứa trẻ đó và bạn sẽ thành công trong việc giao tiếp với độc giả. Hơn nữa, khi bạn nói chuyện với một đứa trẻ bên trong mỗi độc giả, nghĩa là bạn đang nói trực tiếp với tiềm thức của họ. Người ta khó lòng cưỡng lại những điều làm cho đứa trẻ bên trong của họ thích thú. Hãy giao tiếp với những đứa trẻ đó và chúng sẽ yêu bạn. Trong một bài diễn văn của mình vào năm 1966, Erikson có nói: tiềm thức của con người thực sự đơn giản, nguyên sơ, bộc trực và trung trực. Trung thực, nó tương đối đơn giản và ấu trĩ. Nhiệm vụ của bạn bây giờ là đọc truyện tranh nào?